Đạo diễn Lưu Thành Luân đã chính thức giới thiệu dàn diễn viên sẽ xuất hiện trong Linh Miêu, cũng như ấn định ngày ra rạp là 22 tháng 11 năm 2024. Bộ phim đến sau thành công của Quỷ Cẩu, phim kinh dị Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Nội dung của Linh Miêu dựa trên chất liệu dân gian liên quan đến quỷ nhập tràng, từ đó xoáy sâu vào bi kịch của một gia đình sinh sống tại Huế vào thập niên 60 của thế kỷ trước, với những nút thắt mở, những tư tưởng bất bình đẳng giới, những lề thói và cả những bất hạnh bám sâu vào từng con người. Điểm nổi bật đến từ lần công bố dàn cast không thể không nhắc đến là Thùy Tiên và Thiên An. Linh Miêu chính là tác phẩm điện ảnh đầu tay của hai người đẹp, cùng những tên tuổi diễn viên phái thực lực như nghệ sĩ Hồng Đào, diễn viên Văn Anh. Theo Võ Thanh Hòa thì việc chọn Nguyễn Thúc, Thùy Tiên hay Thiên An trong vai diễn đòi hỏi nhiều thử thách, không phải là một bài toán mạo hiểm. Điểm chung của hai người chính là sự tự nhiên, chân thật trong nét diễn lẫn biểu cảm. Sau hai vòng casting kỹ lưỡng, Tiên và An đã thuyết phục được ekip bởi thực lực. Sự tham gia của nghệ sĩ Hồng Đào cũng làm khán giả mong đợi ở chất lượng diễn xuất. Ngoài ra, Linh Miêu còn giới thiệu nhiều gương mặt mới nắm giữ các mấu chốt quan trọng trong tuyến truyện để xây dựng và củng cố các phân cảnh cao trào. Linh Miêu cài cắm các thông điệp về nhân quả, cùng cốt lõi trong mối quan hệ gia đình, đi sâu vào văn hóa truyền thống của Huế.